Chào các bạn, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chiếc máy hút bụi đã trở nên dần quen thuộc đối với mọi gia đình. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại máy hút bụi khác nhau khiến người dùng phân vân khi lựa chọn. Chính vì vậy mà một trong những sản phẩm máy hút bụi Meta giới thiệu đến các bạn ngày hôm nay đó chính là chiếc máy hút bụi đa chức năng Magic One MG901. Sau đây, tôi sẽ cùng các bạn khám phá chiếc máy hút bụi Magic One MG901 này nhé. Gồm có một thân máy chính, một ống mềm đầu hút dài 50 cm, hai ống nối cứng, một đầu hút lông nhỏ, ba nút sàn to, ba nút sàn nhỏ, một đầu thổi, ba đầu hút lỗ nhỏ và một ống nối cứng. Hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Sau đây, Meta sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp đặt phù hợp với các chức năng thổi bụi, hút bụi và thổi hơi áp suất. Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho các bạn qua về các bộ phận trên thân máy chính. Nút công tắc On-Off. Đầu hút bụi. Nút mở thân máy. Bạn có thể tháo rời. Máy hoạt động theo cơ chế khi hút bụi, bụi sẽ bám vào lưới lọc. Sau khi dùng, bạn có thể vệ sinh bằng cách tháo rời ra. Các bạn lưu ý là không nên dùng nước để vệ sinh lưới lọc, bởi vì lưới lọc có những lỗ nhỏ. Khi nước bịt kín các lỗ này thì máy sẽ hút yếu và dẫn đến quá tải. Đầu thổi bụi và thổi hơi áp suất. Nếu muốn dùng chức năng này, bạn tháo đầu này ra và sau đó lắp đầu thổi vào. Để thực hiện chức năng hút bụi, bạn lắp ống mềm nối đầu hút vào động cơ. Đầu còn lại bạn có thể lắp với các bàn hút sàn to hoặc bàn hút sàn nhỏ. Đầu hút lông nhỏ. Ngoài ra khi muốn thực hiện hút bụi ở những vị trí nhỏ như khe cửa, bạn có thể lắp với các đầu hút lỗ nhỏ, thực hiện qua ống nối cứng. Hoặc là thực hiện ở những vị trí trên cao, bạn dùng ống nối cứng. Sau đó cũng lắp các phụ kiện giống như với các chức năng hút bụi. Với chức năng thổi bụi hay thổi hơi áp suất, bạn cũng thực hiện các thao tác và các phụ kiện tương tự. Máy hút bụi cầm tay Magic One MG901 được nhiều gia đình tin dùng bởi đa chức năng và giá thành khá là rẻ. Các bạn hãy nhanh tay truy cập vào website meta.vn để đặt mua hàng online hoặc gọi điện thoại tới số tại Hà Nội 04-3785-5633 hoặc tại thành phố Hồ Chí Minh 08-3830-8569. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tại video sau nhé!